Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là hai mẫu ly của Samsung, hàng bãi nguyên zin luôn. Con trên thì có radio, con dưới không có, nhưng mà có đèn vu rất đẹp luôn. Hai con này tôi bán độc giá 4,5 triệu một con. Dưới có mã là A7000, trên mã là R30. Xin nhắc lại giá 4,5 triệu đồng một con. Con đơn bên dưới nó chỉ đánh một đôi loa, con trên đánh hai đôi. Như vậy nha. Để quay gần các bác nhìn, gồm các đường vào âm thanh, cân loa, volume, lao lớt đầy đủ, chỉnh bát chép, có đèn vu giống kiểu Pioneer rất sang trọng luôn. 4,5 triệu. Tôi đang mở nhạc vào con Dolby bên dưới, còn con trên nó là con Dolby R30, đánh hai đôi loa, Dolby Xuân Mỹ, radio 108, chỉnh bát chép, cân loa, lao lớt đầy đủ. Đánh loa A, loa B, A cộng B. Tôi sẽ quay mặt sau rồi sẽ mở nhạc to hơn, mời các bác cùng nghe. Hình thức nó ngắn ngắn rồi nhá. Đặc trưng những mẫu Samsung này nó hay làm ngắn. Những mẫu ly cổ tầm một gang tay về sâu thôi. Còn về ngang nó tầm 43. Về cao nó cũng khá cao đấy, nó tầm 16. Đây là đường vào âm thanh. Nói chung là còn đẹp long lanh. Tem cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu đây. Còn âm ly bên dưới điện 100V, công suất 125W, số series 3 con 3, xít được từ Q3. Còn trên là 807. Đánh một đôi loa thôi. Đánh âm ly cổ, âm ly độ nhạy cao quên sầu luôn. Kể cả loa gấu như con đôi loa tôi đang mở vẫn chơi nhẹ nhàng nhá. Tôi sẽ mở nhạc to hơn mời các bác cùng nghe xem 4,5 triệu nó nghe như thế nào. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đảo. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhạc cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng. Các chức năng của âm ly đang hoạt động hoàn hảo. Xin nhắc lại 4,5 triệu ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển đến 10 triệu.